Mọi người cứ yên tâm, đến đây không phải lo, không phải cầm tất cả đồ dùng cá nhân, kể cả như là kem đánh răng này, khăn khăn này, khăn mặt này, kem đánh răng này, rồi nước non, gạo, nước, nồi, niêu, bát, đĩa, có hết, có đầy đủ rồi các bạn nhé. Có đầy đủ hết, nhà mỏng sẽ phát tâm để mời tất cả anh chị em và các bạn ăn ở miễn phí thì mỏng sẽ no được. Cho nên là mọi người cứ yên tâm ha. Đây là một cái ngôi nhà này là dành riêng cho tất cả các anh chị em lao động. Ở được tầm 40, trên 40 người. Đây là tầng 1. Còn một ngôi nhà của mình thì sẽ dành riêng cho các nhà sư để thỉnh các quý thầy về để đón một cái Tết thật ấm cúng và an lành các bạn ạ. Mình sẽ mua giường, toàn giường mới. Và cũng ơ nấu chơi ta tận nay chen tăng sư xin ra yêu ná nó cơ cung truy ó tha hiểu lúa sư thế ra yêu tả khai chéo ra hiểu ăn vào phân khai khởi ná xa lại bu ná thay chẳng giờ mấy bạn vào ná xa lại ó sang sư nhà cơ ta cơ băng ổ lúa sư à chuẩn chéo cân phong được phân khai hay sơ tận nay trang á xiao y mải hồi nãy tận nay trang á xin trai ná hồi nãy chân nỉ men rồi chơi kiêng cái ta chỉ tháng yêu ơi tha tha bu phong biên chỗ chuyên nấu xa ở chỉ nấu xa tôi hiểu rơ xoáy sở mở tôi hiểu tha bị cho phong biên cho cái ta chư chỉ y chen cho hảo nợ tha sân binh là đấn chạy chạy nấu xa tháng á há hảo tự đấn chạy san ơ nấu ai kia này và một cái giường này là có thể là ở 3 người, đây là giường mét 8 và ở tầng dưới thì mỏng sẽ kê như thế này. Là sẽ kê như thế này và phòng thì rất là rộng ơi là rộng. Anh chị em có thể có người thân hoặc bạn bè, mọi người yên tâm, các bạn không cần phải có tiền, các bạn chỉ cần có cái tấm lòng, chúng ta có ý thức, nghĩa là đùm bọc giúp đỡ chia sẻ lẫn nhau là được. Một cái ngôi nhà này rất là rộng và có thể là ở được 3 đến 40 người. Đấy và cũng bây giờ đợi chị tí. Em đi sang với anh trước thì tí chị đi xe máy qua nhé. Chúng ta cứ giữ trật tự này và sạch sẽ. Đây là một ngôi nhà mỏng và cùng các em lao động đang ở đây lau chùi rất là sạch sẽ, rất là thơm tho và rất là gọn gàng và giường đệm là đều mua mới hết cho các bạn. Đấy. Còn những người những chị em nào đây đây là nhà vệ sinh này. Đấy, cũng có máy nóng nhất tất cả các thứ. Chả biết là điện đóm ở đâu nữa cơ. Tôi á. Nấu ế, lý do là hồi truy ná, nó giao xử, lý do giao xử mà. Ủa chấn chủ bố sư hiểu phân cái gì nữa. Mấn khổng, nó thì hồi truy tiên lý ná, cho lý mẹ hiểu y chẩn hớ. Chào xéo mấy cháu nó cơ mấn khẩu tợ. Nhi yêu bổ hồi chư à. Ủa tầng xa chơi cua chư. Áp bố thì yêu sĩ hoan chu mà. Và bên dưới này đấy chúng ta có thể là ngồi giải chiếu ở đây. Và ngồi có thể là ăn cơm và nấu cơm và ăn cơm ở đây mấy chục người rất là thoải mái. Vì là ngang của nó là rộng 5 mét. Dài, rất là dài luôn và có bếp rất đầy đủ. Và có nhà vệ sinh đầy đủ đây này. Mình đến mình thuê lại ngôi nhà nhưng mà mình cũng đánh rửa rất là sạch sẽ nhưng chỉ mong sao mọi người ở và thương mình thôi. Rất là sạch sẽ và cũng có đầy đủ đấy. Và đây là một cái phòng ở bên dưới thì cái phòng này tí nữa là mỏng sẽ kê một cái giường vào đây để cho một cái cô đang bị ung thư, cũng đang bệnh ung thư, hôm nay đi hoa nẻo nè, tí nữa cô ấy về và đồ đạc các thứ có tủ nhất, quần áo nhất đầy đủ, chăn ga gối đệm là để hết vào đây. Đấy. Thôi thì mình có được miếng ăn thì mình cũng xin là nguyện để giúp đỡ tất cả những người con xa xứ, không có sao cả. Khổ lắm, bà cụ cũng xí sớn lắm cơ. Tôi, đây là bếp các bạn ạ. Bếp cũng rất là sạch sẽ, cũng đánh rửa, lau chùi, tẩy uế rất là sạch sẽ. Và cũng có thắp hương, lễ thổ địa ở đây. Cầu mong làm sao cho những người con Việt Nam ăn ở đây luôn được bình an và nguyện thì chỉ có là giúp mọi người chứ mình cũng không có cần lợi dụng hay là mình có cần nổi tiếng làm gì cả. Chỉ mong mọi người là những có những người thân, cha mẹ thăm thân hoặc là những người mà đang hết hợp đồng hoặc chấm dứt hợp đồng hoặc những người bất hợp pháp đã đầu thú mà chưa được về, mình phải bỏ dép ra vì ở đây mình lau rất là sạch.
chưa thể về Việt Nam được và cần những cái chỗ ở để trong thời gian ví dụ như nghỉ Tết, công ty xí nghiệp hoặc là đồng ruộng nghỉ Tết không làm việc, thì các bạn có người thân muốn về đây thì các bạn có thể liên hệ với phòng. Đây là tầng 2. Đây là tầng 2 các bạn nhé. Đây là tầng 2 và phòng thì cũng rất là rộng và đầy đủ. Cũng chỉ mong làm sao mà có thể là cái Tết này mình buôn bán kinh doanh hoặc là trồng trọt cây cối mà có thể kiếm đủ cái số tiền để giúp đỡ được vài chục người, những người con Việt Nam mình làm bằng cảm thấy hạnh phúc. Vì năm nay ấy, bệnh dịch như thế này toàn cầu ấy, tất cả các nước cũng chết chóc rất là nhiều, tai họa rất là nhiều. Mình mong mà được sống hạnh phúc đã là rất là tốt rồi các bạn ạ. Và đây là tầng 2, một phòng nữa. Lát nữa mỏng sẽ khênh đệm và khênh giường về đây. Trên này thì mỏng chỉ kê đệm và mỏng không kê giường. Bởi vì đệm, giường, tất cả các thứ là đều phải mua mới hết. Cho nên nếu mà nguyên cái tiền mua đệm, mua giường, mua chăn thì cũng phải hết vài chục nghìn rồi các bạn ạ. Đấy, chưa nói về tiền thuê nhà đâu. Còn thuê nhà mình dọn dẹp thì vợ chồng con cái rồi có một vài người lao động ở đây, các em cùng giúp đỡ. Và các em lao động đi làm tối về cũng ra giúp đỡ để lau chùi giúp nhà mỏng. Cái phòng này thì chúng ta cũng có thể ở được 6-7 người. Rất là rộng, rất là sạch. Đấy, và cũng có ban công mở ra thì cũng rất là thoáng. Đấy. Nhưng mà chỉ mong sao mà các bạn ở gọi là giữ gìn được sạch sẽ thôi. Chứ mỏng thật sự là từ sáng giờ cũng rất là bận. Đấy. Và đây rất là sạch luôn, rất là rộng. Ở trên tầng 3 thì sẽ có 3 phòng. Có 3 phòng và cũng có nhà vệ sinh. Đấy. Phòng này cũng ở có thể được 6-7 người. Có thể ở được 6-7 người các bạn ạ. Cũng có tủ đựng quần áo các thứ. Và bên ngoài này thì cũng có nhà vệ sinh. Đấy, cũng có ban công. Đấy, cũng có nhà vệ sinh. Và cũng có ban công. Và cũng có để gọi là lơi để rất là thoáng mát. Chứ không có phải là ấy gì cả. Cho nên là mỏng rất là muốn. Ai thừa thì sẽ mang đến. Và ai thiếu thì đến đây mỏng tặng. Đấy, cũng có tủ quần áo các thứ các bạn có thể để rất là sạch sẽ. Đấy. Và những cái phòng tầng bắt đầu từ tầng 2 là mỏng chỉ có giải chiếu ở một kê đệm, chứ mỏng không có mua giường nữa. Bởi vì mua một bộ giường như vậy ấy, là phải hết 5.000. 5.000 một bộ giường thì thôi, mình sẽ không mua giường mà sẽ mua đệm để giải chiếu xong nó giải đệm lên nằm. Và đây là lên tầng 3. Tầng 3 thì cũng rất là rộng. Tầng 3 bên phòng ngoài này á, thì cũng ở rất là ấm các bạn ạ. Rất là ấm và rất là yên tĩnh luôn. Rất là ấm và yên tĩnh. Đấy. Nguyên cái tầng 3 này ở 10 người. 10 người thoải mái luôn. Đấy, rất là rộng. Và tất cả những cái đệm cũ mỏng đã khênh, mỏng vứt hết đi. Mỏng dọn và tẩy uế hết đi, sạch sẽ. Đấy. Và giờ lại tiếp tục sẽ mua chiếu và mua đệm. Chăn ga gối đệm và giải mới xuống. Cho nên những anh chị em nào nếu như các bạn mà muốn đăng ký để về đây ăn Tết và ăn ở miễn phí, có gì chúng ta ăn đấy. Ai thừa thì đem đến và ai cần thì đến đây mỏng giúp. Đấy, người thừa thì cho đi và người cần sẽ đến nhận. Không, đây là mỏng không cho thuê và đây là đang cho ở miễn phí nhá. Mỏng không cho thuê cái nhà này. Nhà này là mỏng cho ở miễn phí, giúp đỡ những người con Việt Nam đang sinh sống, làm việc cũng như là sang thăm thân hoặc là sang làm việc hết hạn hợp đồng này, hoặc là chấm dứt hợp đồng, hoặc là đã đầu thú và chưa về được Việt Nam. Và đây còn phòng nữa. Phòng này thì cũng phải ở được 10 người. Rất là rộng. Đấy, rất là rộng. Và tất cả chăn ga gối đệm cũ là mỏng sẽ bỏ hết. Đây là một ngôi nhà nữa nha, đây là ngôi nhà khác nha. Còn cái ngôi nhà ngày xưa thì mỏng vẫn thuê, thì ở bên kia, còn đây là ngôi nhà này là sát quán luôn. Đấy, 3 tầng, rất là rộng và rất là ấm áp. Cửa, rồi chỗ ở cũng rất là thoáng nha các bạn nhé. Rất là thoáng mát luôn. Đấy. Cho nên là ngôi nhà này là chỉ cho ở và ở miễn phí, giúp đỡ những người xa xứ
không may mà ốm đau hoặc là cũng như là xa cơ nữa bước, chúng ta không có chỗ. Ví dụ như chấm dứt hợp đồng thì công ty một là người ta sẽ không cho mình ở, bảo hiểm cũng bị cắt này, rồi chỉ được gia hạn và ở thì nếu như phải về môi giới thì phải mất tiền. Đấy, ví dụ như về môi giới mất tiền cũng một ngày là 200, một tháng hết 6.000 thì nó cũng giá nó quá đắt. Mà nếu như chúng ta không tìm được công việc ổn định thì chúng ta cũng không có việc để chúng ta làm và chúng ta có tiền để chúng ta trang trải. Thì anh chị em nếu như thực sự khó khăn thì các bạn có thể liên hệ với Facebook của mình là Phạm Thị Mỏng, Mỏng Thị Phạm. Các bạn chỉ cần nhắn tin là bạn ơi hay chị ơi hay em ơi, đấy, chị cần sự giúp đỡ, chị muốn về đăng ký để ở miễn phí, chỉ cần viết tin như vậy thôi, Mỏng sẽ cho các bạn địa chỉ, hoặc các bạn chụp lại cái địa chỉ ở bên trên bài là Mỏng sẽ cho các bạn nhé, chứ không cần phải nhắn tin nhiều. Còn về cái điều kiện thì các bạn ở, các bạn cảm thấy cần sự giúp đỡ các bạn cứ liên hệ. Đấy, thứ nhất là Mỏng rất là bận, Mỏng bận lắm, Mỏng rất là bận và chỉ biết là giúp đỡ được anh chị em như thế nào thì với cái tấm lòng là Mỏng giúp thôi. Đây là tầng 3 các bạn nhé. Đấy, cho nên là Mỏng mới nói là trong 2 đêm mà khi mà nhận được rất là nhiều những tin nhắn và cuộc điện thoại là không có việc làm này, rồi không có nơi để ở, mà ở thì phải thuê nhà rất là đắt này, thì thật sự là trong 2 cái đêm Mỏng nằm Mỏng không ngủ đâu các bạn ạ. Mà hơn nữa năm nay thì lại Tết nhất không có máy bay để về Việt Nam, cho nên cái sự tâm trạng ấy của chị em chúng ta nó lại càng buồn thêm. Thế là Mỏng cũng nguyện là bây giờ ước gì mà con thuê thêm được một ngôi nhà nữa, lại chờ cho con được sức khỏe, con làm lấy tiền mà con thuê được một ngôi nhà nữa để con giúp đỡ những người đồng hương. Thì đúng 2 đêm các bạn, Mỏng cũng đã hỏi được và thuê được cái ngôi nhà này, cũng đúng như tâm ý nguyện luôn, ở phải được trên 40 người chứ không phải 40 người đã hết, bởi vì rất là rộng luôn, phải mượn bao nhiêu người đến đây dọn đấy các bạn ạ. Rất là sạch, sạch lắm, sạch sẽ. Mà đây này, đến mình phải bỏ dép ra đây này, mình không dám đi dép lên. Phòng này là một cái cô người quê ở Thái Bình, cô cũng đang bị ung thư di căn, đang đi hoa lẻo, từ giờ đến chiều sẽ về đây. Hiện tại bây giờ ở bên quán nhà Mỏng, nhưng mà đi lại nó phải lên tầng xuống tầng thì nó rất là bất tiện, thì chốc nữa sẽ tí nữa sẽ khênh giường về đây và để cho cô nằm ở đây để cho nó được sát với nhà vệ sinh, để cho được đi lại cho nó tiện. Ni truy thẳng khan khan ni khi tô kho mày ane kha su u bỏ bà cụ người Đài ane kha su u bỏ. Rất là đơn giản thôi các bạn. Tại sao là Mỏng phải kê xuống giường tầng 1 trước? Bởi vì tầng 1 thì là nam giới thì rất là có thể là hay hút thuốc, thì các bạn có thể là không thể hút trong nhà được, vì trong nhà đã có phụ nữ, đã có những người ốm đau bệnh tật ở đây, thì các bạn không thể hút thuốc trong nhà được, bắt buộc phải ra cửa. Thì đây cho ở tầng 1. Và Mỏng có mua một cái tủ, tủ tre đấy, từ giờ đến mai hội sẽ trở đến và sẽ chắn lại đây, lại bên ngoài không nhìn thấy đấy, và chỉ có cái hành lang này mình đi vào thôi, và bên đây trên này mình ở, đồ đạc các thứ mình xếp lên trên tủ. Và nguyên cái chỗ này là chúng ta có thể giải một cái chiếu to, cái chiếu 1m8 ấy, là có thể ngồi đây là được vài chục người, rất là rộng luôn, rộng lắm đấy, dọn sạch sẽ như thế này. Cho nên anh chị em nào á, nếu như mà chúng ta mà có người thân hoặc là bạn bè, những người đang ở Đài Loan mà chưa về được Việt Nam, thì các bạn có thể là vào Facebook, hoặc là các bạn lấy số điện thoại của mình, số điện thoại của mình cũng có ghi trên bài, và địa chỉ họ cũng cho ở trên bài đăng. Các bạn có thể liên hệ với lại gia đình nhà mình, và cái Tết này Mỏng nghĩ rằng Mỏng sẽ giúp được tất cả anh chị em và các bạn, những người cần thiết. Và qua đây thì Mỏng cũng xin được chia sẻ, đây là một ngôi nhà này là sẽ để riêng giúp đỡ cho những người con Việt Nam, đó là những người lao động, hoặc là những cha mẹ thăm thân, hoặc là những người sang du lịch, không cần biết là với thân phận là gì đến Đài Loan, nhưng là người Việt Nam thì Mỏng sẽ giúp là cái ngôi nhà này. Còn ở bên nhà Mỏng ở thì sang tuần sau thì gia đình nhà Mỏng cũng sẽ xin nguyện và sẽ xin giúp tất cả các tu sĩ, tức là các quý thầy, các nhà sư ở bên Việt Nam đang học ngôn ngữ, học đại học hoặc là học thạc sĩ, các quý thầy
đang học ở Đài Loan, mà cũng vì do bệnh dịch toàn cầu không có máy bay để về chùa, thì gia đình nhà Mỏng, vợ chồng nhà Mỏng và cũng sẽ nguyện xin được giúp đỡ các quý thầy. Là hiện tại thì sẽ có 8 thầy sẽ hoan hỷ và gia đình nhà Mỏng sẽ xin đón để về bên nhà Mỏng là đón Tết và ở trọn vẹn một tháng trong những ngày cùng ở Đài Loan đón Tết. Đấy là nhà riêng. Nhà riêng của Mỏng thì gia đình nhà Mỏng xin thỉnh các quý thầy và xin nguyện để giúp đỡ các thầy một tháng. Còn nhà này thì để xin nguyện và giúp đỡ những người anh chị em lao động người Việt Nam tại Đài Loan. Nếu như các bạn khó khăn về vấn đề kinh tế thì Mỏng không có Mỏng cho, nhưng mà ăn và ở là hoàn toàn miễn phí. Rau thì chúng ta có thể trồng, quả chúng ta có thể trồng, có gì ăn đấy. Và ngày Tết chúng ta cũng sẽ đón Tết như những nhà gọi là có gia đình. Nhà mình ăn gì thì các bạn ăn đấy. Các bạn thích ăn chay thì chúng ta có thể là nấu chay. Chúng ta muốn ăn mặn, chúng ta có thể nấu mặn. Đấy. Và cái tình thương và cũng như là cái tình cảm để chúng ta được chia sẻ đến nhau trong những cái lúc mà bệnh dịch toàn cầu, chúng ta cũng không về, không đi và cũng không thể gọi là trong bất xuất ngoài bất nhập được, cũng muốn về quê nhưng không về được, thì thôi thì chúng ta sẽ lấy cái tình thương đó. Ai thừa, các bạn có thừa yếu phẩm, một là gạo mì hoặc là chăn ga gối đệm, nếu như các bạn nào ở gần, các bạn có thể cầm lên đây cho Mỏng xin. Mỏng cũng sẽ lại để dành lại cho tất cả những anh chị em cơ nhỡ để dùng. Còn nếu những ai thiếu thì các bạn cứ nhắn tin, Mỏng lại mua cái mới, Mỏng lại cho, Mỏng lại gửi đi cho những anh chị em không may sang đây mà không phải gặp phải những nhà chủ mà người ta cũng không có điều kiện hoặc người ta không quan tâm đến mình mà phải chịu đến cái giá rét, cái lạnh của xứ người. Thì các bạn cứ nhắn tin, cần quần áo Mỏng sẽ cho quần áo, cần chăn Mỏng sẽ cho chăn. Còn ai thừa thì sẽ đem đến, Mỏng sẽ xin. Và ai thiếu thì nhắn tin với Mỏng, Mỏng lại sẽ xin tặng. Tiền phí để Mỏng chịu, không có sao hết. Và cũng nguyện bề trên đấy, Phật Bà Quan Âm Bồ Tát gia hộ với chúng ta có một cái sức khỏe thật vô thường cho gia đình nhà Mỏng cũng như cho tất cả những người con xa quê. Ngôi nhà này thì Mỏng sẽ nguyện và Mỏng sẽ giúp tất cả những anh chị em lao động là những người Việt Nam đấy, cơ nhỡ cần sự giúp đỡ thì Mỏng sẽ giúp đỡ. Các bạn có thể là hảo tâm, các bạn có thể có tiền, các bạn có yếu phẩm, các bạn muốn cúng dường hoặc các bạn có muốn mua tịnh tài để cúng các nhà sư, các quý thầy, tăng, ni đang ở Đài Loan và sắp sửa Tết đây cũng sẽ về nhà Mỏng để đón một cái Tết được ấm cúng và ấm áp với lại cái tấm lòng mình là con của nhà Phật. Cho nên là thôi, chia sẻ được gì mình sẽ chia sẻ. Các bạn có thể cần, các bạn cũng vẫn thể chia sẻ được, Mỏng sẽ xin nhận. Và các bạn cần sự giúp đỡ, các bạn cũng sẽ liên hệ với Mỏng, Mỏng sẽ sẵn sàng trao. Cho nên là mọi người cứ sống vui lên, một ngày chúng ta được an lạc là một ngày hạnh phúc. Mỏng cảm thấy bây giờ cuộc sống rất là vô thường, hôm nay thế này thôi chứ ngày mai không biết được. Cho nên là hãy làm cái gì, những gì mình đã có thể quần áo mình vẫn xấu một tí nhưng tâm hồn mình thoải mái như thế là vui. Biết là hàng ngày mình phải làm những cái công việc rất là vất vả, phải ra đồng, phải làm nụ, nhưng mà Mỏng cảm thấy rất là an lạc. Mình thích làm, mình làm, mình làm sao mà cảm thấy nó không có cái sự áy náy trong lòng mình, và vẫn hàng ngày mình vẫn làm ở những cái việc mà cảm thấy có ích cho mình và cho xã hội là vui các bạn nhé. Không cần phải nhiều tiền đâu, tiền đối với mình cũng không giải quyết được việc gì, chỉ đủ làm sao cho mình phục vụ cái cuộc sống hàng ngày thôi. Thứ nhất là không vay, không nợ đấy, không phải mang tiếng, không phải để cho nhiều người mà phải nhìn thấy cái mặt mình là tránh cái người đấy ra, không cần. Mình chỉ đủ dùng, đủ ăn, đủ dùng và sống làm sao cho nó đúng với cái mực, cái tâm của mình cảm thấy thoải mái là ok rồi. Cho nên là trong một cái Tết này chắc chắn là rất là, Mỏng nghĩ rằng cũng rất là bận. Bởi vì không phải là có thể là mình nói như vậy là mình bỏ mặc, mình nói như vậy mình giúp là mình bỏ mặc được. Bởi vì sao? Phải lo cho tất cả mọi người. Thứ nhất là cho gia đình,
Đấy, thứ nhất là cho gia đình, thứ hai nữa mình đã nguyện mình giúp với lại tất cả các quý thầy tăng ni, thì mình lại phải càng chu toàn hơn, mình lại phải càng mình phải càng bỏ nhiều cái tâm ra và với lại cái thời gian nữa. Đấy, vì chỗ ăn này, chỗ ở này, đấy, và còn để phục vụ các quý thầy cũng là một cái không phải là dễ đâu các bạn ạ. Mà cũng đang rất là hồi hộp. Không gì thì tuần sau vào ngày này là gia đình nhà mình sẽ xin rước 8 quý thầy cùng về với gia đình nhà mình để chuẩn bị và đón một cái Tết ấm cúng và hạnh phúc ở tại Đài Loan. Cũng xin được chia sẻ với cái tấm lòng. Đúng ra thì cái việc này mình không được nói, nhưng mà một ngày nào đó có khi các bạn lại nhìn sao nhà mỏng toàn những các nhà sư, nhưng mà đúng thế thật. Không phải là mình thích mà mình làm được các bạn ạ. Chắc chắn là cũng phải có căn duyên và cũng có nhiều cái phúc phần lắm thì mình mới có thể mình làm được. Cho nên là nếu như anh chị em nào là những người con Việt Nam mà chúng ta đang sinh sống làm việc tại Đài Loan, chúng ta có thì chúng ta có thể là chúng ta phát tâm. Đấy, thừa thì mang đến, mình xin. Và các bạn thiếu, các bạn chỉ cần nhắn tin mà sẽ cho và tặng lại các bạn. Đấy, là một cái cầu nối, không có cái gì có thể ngăn cản được mình với cái trái tim. Thừa thì mang đến và thiếu thì lại cho các bạn nhé. Và bây giờ thì chắc là mong mày đi sang bên nhà kia và còn phải tiếp tục khênh giường đệm và chuẩn bị chăn ga gối đệm nữa. Và từ chiều đến, từ giờ đến tối hoàn thiện trong hai ngôi nhà, ba ngôi nhà, hai ngôi nhà thuê, một ngôi nhà của mình, tổng cộng ba ngôi nhà, hoàn thiện tất cả chăn ga gối đệm. Mình sẽ quay lại cho các bạn xem cái sự mà chuẩn bị có thể là ở được bao nhiêu người thì nó phải mất bao nhiêu cái thời gian như thế nào. Có khi đêm về các bạn được ngủ chứ mỏng chưa chắc đã được ngủ ngon trọn vẹn đâu các bạn ạ. Đêm về thì phải soạn, phải chăn này, ga này, gối đệm này, xong rồi lại đồ dùng này, rồi tất cả nhiều cái vấn đề nghĩa là liên quan đến cuộc sống sinh hoạt của cả một tập thể. Nhưng mà rất là vui các bạn ạ, rất là vui. Mà nghĩ rằng là đề trên cho mình được sức khỏe là mình sẽ làm được hết. Hôm nay Mẫu cũng chẳng nghĩ thì đến buôn bán đâu các bạn ạ. Ngày hôm nay là cứ no chăn ga gối đệm rồi là giường chiếu chiếu này là hết ngày. Cho nên anh chị em nào nếu mà mua hàng thì các bạn cứ nhắn tin là Messenger nhé. Đừng trách Mẫu là tại sao mà mua hàng nhắn tin không trả lời. Vì Mẫu không có thời gian để vào bình luận để mà trả lời đâu các bạn ạ. Thật sự luôn. Cho nên nếu có điều gì mà còn thiếu nỗi, thiếu sót với này anh chị em khách hàng cũng như là tất cả các bạn bè thì cũng mong mọi người hoan hỉ và cũng tha lỗi cho em nhé. Và bây giờ thì em phải xin xuống máy đây. Xuống máy để con phải đi tiếp tục đi lo công việc cơ. Thế nhá. Và mọi người cứ yên tâm, đến đây không phải lo, không phải cầm tất cả đồ dùng cá nhân, kể cả như là kem đánh răng này, khăn này, khăn mặt này, kem đánh răng này, rồi nước non, gạo, nước, nồi, niêu, bát, đĩa, có hết, có đầy đủ rồi các bạn nhé. Có đầy đủ hết, nhà mỏng sẽ phát tâm để mời tất cả anh chị em các bạn ăn ở miễn phí thì mỏng sẽ no được. Cho nên là mọi người cứ yên tâm hả. Đây là một cái ngôi nhà. Ngôi nhà này là dành riêng cho tất cả các anh chị em lao động. Ở được tầm 40, trên 40 người. Đây là tầng 1. Còn một ngôi nhà của mình thì sẽ dành riêng cho các nhà sư để thỉnh các quý thầy về để đón một cái Tết thật ấm cúng và an lành các bạn ạ. Thế nhá. Và giờ mỏng xin được xuống máy đây. Xin chào tất cả anh chị em và các bạn ha. Chúc mọi người có một ngày thật an lạc và thật nhiều năng lực để làm việc kiếm tiền. Và chúng ta cầu mong mọi người luôn bình an đến với chúng ta nhá. Bye bye.